sống lại là uống thuốc không không thấy khỏi, không thấy đỡ à? Khỏi đỡ nhưng mà cũng biết là con người cũng rất là mệt. Ừ. Còn nhà cáo Hiệp, hàng cáo Hiệp đã kết hợp với xưởng để làm và gửi cho các bác thì cam kết luôn là sẽ là nhíp loại 1, nhíp đỏ loại 1 nhé. Đấy, dao sẽ không rỉ, nếu mà các bác dùng thường xuyên thì đấy, nó sẽ không rỉ đâu mọi người nhé. Đó, đấy là cáo Hiệp chia sẻ với mọi người. Các bác là mua những loại điện thoại sản. Bộ này mà đi lai tông là dùng nó xính à? Đây là những chia sẻ trực tiếp cho các bác thôi. Chứ còn hàng, tất cả hàng thì đều ở nhà hết mọi người ạ. Bây giờ thì anh em mình đang có mặt tại nhà của Tính và Ngọc. Hôm nọ thì chất lượng các thứ thì mới có thể là ra bán cho các bác được. Hai vợ chồng lấy củi à? Đấy là dùng nhà mình hay là dùng nhà ai? Nhà cái thôi. Hôm nay thì anh lên đây để xem là cái khu vực đất đai mà thứ nhất là ranh giới, thứ hai là cái khu mà hai vợ chồng có thể là... quả đường đi vào huyền thoại rất dễ này. Đấy, và sau này mình có thể mình mở cái đường nhỏ đi ra hoặc là đi theo đường này. Đất mà mới trồng này có phải của mình không? Của chú à? Ừ. Thế trước cái bảo cho em một miếng là làm ở chỗ nào? Chỗ cây ổi kia à? Chỗ đấy là của chú mà. Làm mấy cái thửa kia gì? Mấy cái thửa ruộng thì đang trồng ngô đấy phải không? Mía cái thứ phải không? Là cho em ở chỗ đấy. Thế sao không ở chỗ đấy? Tại vì sao lại xác định ranh giới cũng như là quay như thế cho các bác xem, bởi vì là đến thời điểm hiện tại Giáo Giới Mạch đã nói rồi, hôm trước Giáo Giới Mạch cũng đã nói rồi là đủ số tiền để chuột đất rồi, 30 triệu đó, bây giờ đã hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì quỹ 30 triệu để chuột đất thì sẽ chuột hoàn toàn đất cho mình biết này luôn, sau đó là trong quá trình chuộc thì cũng sẽ trao đổi tìm hiểu và nói với bố của chính xem thế nào để xin cái chỗ 7 triệu tiền lãi kia, bởi vì đang nghèo mà lại lấy lãi thì 7 triệu đấy sẽ rất là tuyệt vời cho vấn đề đi khám cũng như là chữa bệnh cho em Tính. Sức khỏe hiện tại như thế nào? Sống lại là uống thuốc không không thấy khỏi, không thấy đỡ. Khỏi đỡ nhưng mà cũng biết là con người cũng rất là mệt. Uống thuốc nó mệt như thế mà anh. Uống thuốc nó bị như thế đâu. Thật ra thì phải đi xem là mình cũng chưa biết là cái biện pháp đấy như thế nào. Thứ hai là có phù hợp hay không. Hay là chữa xong thì lại càng hơn nặng. Bởi vì bây giờ theo pháp đồ của bác sĩ là uống thuốc thì vẫn cứ theo như vậy thôi. Còn cải thiện hay không thì cũng cần phải có thời gian nữa mọi người. Chứ còn một phát khỏi luôn thì có lẽ chỉ có trong phim thôi. Anh em mình sẽ đồng hành đến khi nào mà cái vấn đề sức khỏe của em Tính được khỏi dứt điểm, có nghĩa là khỏi bệnh trở lại, thì anh em mình cũng sẽ giúp thôi, để giúp đỡ các hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Còn hai vợ chồng bây giờ đang cũng rất là đang rất là khó khăn và đang ốm đau như thế thì anh em mình cũng không thể bỏ mặc nữa. Góc độ là kênh, thứ hai là góc độ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các cháu thì sẽ tâm sự thật là như vậy, là sẽ chưa thể nào mà mình hỗ trợ các em được. Cố quá. Hôm nay là hai vợ chồng đi lấy củi. Là một bó củi ta đùng. Vợ lấy củi thì mình đi hội cho hội được cái gì? Cái gì? Cái làm một thì đứng nhìn. Đứng nhìn thôi.
Thật ra mỗi lần đến nhà em anh chỉ muốn đứng ở ngoài thôi. Đấy, hôm nọ thì khán giả xem video đã biết rồi, bây giờ là có giường rồi. Đấy, là sát lên đến tận cái cột nhà này luôn. Hiện tại thì anh em mình cũng đang kêu gọi cho cả vừa nghỉ dài, do vậy mà ông chủ tiệm tóc của cái thì cũng không cho cái nghỉ về để mà làm đấy. Thì em đầu tháng 6 em cái về thì anh em mình sẽ dứt điểm vấn đề là chủ đất cũng như là phương án dựng nhà dựng cửa sau. Với cả anh em mình cũng rất là muốn nhanh thôi, nhưng mà phải tất cả đều năm đấy là bị tình trạng đau lưng suốt ngày, mệt mỏi. Đó, lúc nào cũng mệt mỏi. Cái vấn đề sức khỏe thì có bác sĩ kết luận rồi, chứ không phải anh em mình tự nói mồm hay là tự diễn tự biên, mà là đã đi khám rồi thì đưa ra kết luận là như vậy. Vàng không hay là như nào? Kiểu thì cũng không vàng đấy, bình thường. Mệt là mệt, mình cảm giác mệt ở chỗ nào? Trong người mình. Mệt con người, chân tay thì cũng rất là mệt luôn. Ừ. Kiểu như là thiếu ăn, đói đúng không? Ừ. Mệt kiểu đói rất lớn đến cái việc sinh hoạt của hai vợ chồng. Do vậy mà có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến chưa có em bé. Đấy là anh em mình phỏng đoán vậy thôi. Còn thực tế chữa bệnh về thì anh em mình cũng đã trích tiền để mua lương thực thực phẩm lên cho các em, rồi là những món quà của các cô các bác gửi đến. Hai cháu Thúy Ngọc cố gắng lên chữa bệnh và vợ chồng sống hạnh phúc. Cô cũng chẳng có gì, cô gửi cho hai cháu lọ mỡ lợn và túi mì trứng và nửa cân xúc, ít đồ là vặt, các cháu cố gắng nhé. Cô luôn theo dõi kênh của Hiệp. Ui. Chúc hai cháu hạnh phúc. Đó. Mõa chía. Đấy. Thế cái gì? Đựng cái gì? À, bỏ hết luôn đi em. Thế. Đây, Ngọc ơi. Quần áo này. Cái này có cái xà bông tắm nữa nhé. Xà bông tắm có biết là cái gì không? Lửa múc hay là gì? Chuồn chùa chùa đá đề nè, chùa đá đề đấy. Ngọc rất là trắng nhá nhỉ, dù làm rất là vất vả nhưng mà rất là trắng. Đây là có mỡ lợn, hình như mỡ lợn chảy sạch sạch ra. Cái này ngọc lên, cái này là top mỡ. Ừ. Ủa đúng rồi, bỏ ra đi, bỏ ra đây. Cái gọi mỡ này có thể ăn luôn nhá. Ui À, không phải bị thủng đâu mà chắc là bị lật đấy. Đúng không? Lật xong bây giờ nó đổ ra. Cái này là của ai đây? Đọc đây này. Biết chưa? Cô nhờ cháu chuyển rèm cho máy một con, hai rèm cửa sổ và một rèm buồng. Cái này mình gửi anh Hoàng thôi. Mọi người ạ. Rồi. Cái này là tép. Cái này là top mỡ. Cô đã tra lấy mỡ rồi, thì bây giờ mỡ này là để nấu này. Còn cái này là mình để ăn này. Mình có thể xào cùng hành này, hoặc là xào cùng đỗ này, hoặc là mình làm nóng lên cũng ăn được rồi này, hoặc là mình có thể xào với cà chua này nhá. Đây, có mỡ rất là thơm này, gửi từ Quảng Ninh lên. Đây là mỡ lợn thì rất là tốt rồi. Mỡ thực vật thì nhiều người ăn này sẽ bị mệt nhá. Treo lên đi, treo cái đồ này lên. Cái moi này nhá, cái moi khô tép khô này này. Bỏ túi ra thôi, đừng có treo cái túi đấy nữa. Bỏ túi cho ra thoáng ra cho đỡ bị thiêu. Sợ lâu quá lại hỏng ấy, này, treo lên. Không ai cho trong nồi luôn, đổ lên này. Cho trong nồi luôn. Cái nồi gì đấy để được luôn. Cho cái nồi lên đây. Cái nồi mà khâu để. Cái này tôi thì ngọc phải không? Hả? Thì tao bỏ là. Thì tao bỏ mà, thì tao bao hứa. Nè, to này, cá cho một cái. Cái này gói mình xuống đường. Đấy, các cô thương, các cô gửi từng chút một lên thì
mình sẽ có đồ dùng dần là đồ sinh hoạt. Cái con tép khô có biết làm kiểu gì ăn không? Có. Làm kiểu gì? Nấu canh ăn cũng được. Mình sao ăn cũng ngon. Hôm nọ có một cô gửi cho rồi đúng không? Nên là biết rồi. Hôm nọ có cô gì ở bên miền Nam ấy, hay là Thanh Hóa gì đấy đã gửi cho. Nên như cô Lan ở Thanh Hóa thì phải. Gửi cho tép khô thì anh cũng đã dặn cho bọn em rồi. Mình nấu canh, hoặc là mình rang với thịt. Tí bọn em bỏ cái rang với tóp mỡ này ăn. Cái này thì anh em mình sẽ gửi cho anh Hoàng luôn, để anh Hoàng tự đi trao. Đấy, các cô các bác đều quý anh em mình nên là gửi những cái món quà thông qua tất cả các hay ly pop chị pop pop kém à hả đẩy đẩy blo mua lốt xe chứ còn lốt xe cứ nêu ắt mua ly trà mà này một tài lớn lò nên tết chứ cái hồi này mà từ giờ mà lo chỉ trẻ này mà từ xưa thời xưa mà nè mùi ruộng nó chua mà có chỉ tàu chứ chỉ bao hơ khả năng chữa được như bệnh viện đấy thì mới là có hy vọng, chứ còn mỗi tôi đi tù mù thì nhiều lúc cũng rất là khó. Thì hôm nay nhờ mẹ xem thầy nào người ta có thể giúp mình xem cái hướng nhà các thứ thì nên xem hy sinh. Ai đó thì đấy là tấm lòng vàng của các bác hướng về người đó thì chúng cháu là cầu nối thì chỉ biết là giúp đỡ và thực hiện mong muốn thôi. Đương nhiên là những cuộc sống của em thì em thay đổi dần dần, rồi là theo dõi tình hình sức khỏe. Em có địa chỉ là mới thì anh em mình cũng sẽ kết nối cho các em có một cái sức khỏe tốt hơn.